Thưa quý vị, Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu nhằm khôi phục lại thị trường kinh tế sau dịch. Mới đây, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức công bố lô xoài đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Theo đó, 30 tấn quả xoài tươi đáp ứng tiêu chuẩn đã được lựa chọn để xuất khẩu. Lô xoài đầu tiên từ Sơn La xuất khẩu sang thị trường Mỹ là giống xoài Tượng Da Xanh có trọng lượng từ 0,6 đến 1,1 kg, mẫu mã đẹp, không bị rám nắng. Việc quả xoài được lựa chọn xuất khẩu là niềm vui lớn đối với những người trồng xoài trong bối cảnh khó tìm được đầu ra do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của Hoa Kỳ sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội với các thị trường khó tính khác. Xoài của chúng tôi là trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đấy, an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của đơn vị thu mua. Đấy, chúng tôi là bao trái hết. Trong bối cảnh Covid này thì bà con được xuất khẩu đi thì rất là vui. Theo đơn vị thu mua, quả xoài được trồng tại huyện Mai Sơn có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, kích thước và trọng lượng đảm bảo để tham gia xuất khẩu. Giá thu mua dao động từ 9 đến 12.000 một ký. Huyện Mai Sơn hiện có trên 2.600 hectare trồng xoài, trong đó có hơn 1.250 hectare đang cho thu hoạch với sản lượng hơn 14.000 tấn mỗi năm. Nói chung là cái xoài Sơn La thì nếu mà người nông dân bắt kịp được những cái khoa học kỹ thuật, những cái tiêu chuẩn để đi xuất khẩu thì rất là tuyệt. Thì cái thứ nhất là mình được cái thiên nhiên ưu đãi là đất rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái sâu bệnh cũng rất là ít. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ đối với các đơn vị hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất sang các cái thị trường trọng điểm và cũng từ đó để xây dựng cái thương hiệu hình ảnh các cái sản phẩm của Mai Sơn. Từ đầu vụ xoài đến nay, tỉnh Sơn La đã tiêu thụ được hơn 35.000 tấn xoài, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 5.600 tấn. Với việc xuất khẩu thành công, quả xoài sang thị trường Hoa Kỳ cho thấy những tín hiệu lạc quan mới đối với ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La sau khi nỗ lực nâng cao chất lượng, nỗ lực tìm đầu ra và đa dạng hóa thị trường. Nhất là khẳng định cái sản phẩm xoài của Sơn La nói chung và của Mai Sơn nói riêng đảm bảo cái uy tín, cái chất lượng để đủ điều kiện xuất khẩu sang cái thị trường khó tính. Khi đã xuất khẩu sang được thị trường Hoa Kỳ, thị trường Mỹ thì có thể nói là các cái thị trường khó tính khác sẽ có cái điều kiện để chúng ta đẩy mạnh cái xuất khẩu. Có thể thấy lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang Hoa Kỳ là tín hiệu vui cho những người trồng xoài nói riêng và các sản phẩm nông sản của Sơn La nói chung trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm sau dịch Covid-19.